Hai chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn chiếc Toyota Innova 2020 bản mới nhất. Thì bây giờ đã là tháng 12 2020 rồi, thì xe đang có mức giá là 750 triệu. Sau khi trừ đi ưu đãi của hãng cũng như là được miễn giảm 50% thuế trước bạ của năm 2020 này, thì chiếc xe này cũng có mức giá lăn bánh là 750 triệu luôn, rất là rẻ. Toyota Innova 2020 thì gần như là không thay đổi nhiều về nội thất và tiện nghi so với 2019. Xe chỉ nâng cấp một chút về ngoại hình cũng như là trang bị theo xe. Nếu phiên bản này thì sẽ có trang bị là cụm đèn, vẫn là đèn pha cốt hoặc là halogen và giảm đa hướng. Nhưng mà cái thiết kế phần đầu xe nó sẽ khác đi một chút so với phiên bản 2019. Phần mặt ca lăng phía trước là nó sẽ nhìn nó đơn giản hơn, nó thanh thoát hơn. Là cụm đèn trước sẽ là đèn halogen phản xạ đa hướng nhé, đèn gầm cũng là halogen cho ánh sáng màu vàng. Kích thước tổng thể của cái phiên bản Toyota Innova 2020 form mới này thì sẽ có chiều dài là 4m73, rộng 1m83 và cao 1m79, với cái chiều dài cơ sở là 2m75. Phiên bản này là bản số sàn nhé, xe có 4 bản. Bản thấp nhất là bản 2.0 số sàn, còn các bản lại còn lại sẽ là bản 2.0G, 2.0 Venture và 2.0V. Cái bản số sàn này thì có sử dụng mâm là mâm 16 và bản V cao cấp nhất sẽ là mâm 17. Đấy, theo xe sẽ là phanh đĩa ở phía trước nhé. Phiên bản này có tích hợp gương là gương điện và xi nhan trên gương. Phiên bản này thì về cái thiết kế thì cái la răng nó cũng là la răng phay xước và la răng thể thao, nó nhìn nó đẹp hơn so với phiên bản 2019. Với mức giá là 750 triệu mà lăn bánh thì mình thấy giá bây giờ là rất rẻ rồi. Xe cũng trang bị là cảm biến lùi, camera lùi, và bản này nâng cấp lên là có cả màn hình nhé. Với cái mức giá này thì Toyota Innova 2.0 mình nghĩ là sẽ vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ cùng phân khúc như Xpander hay là Toyota Rush, vì máy là máy 2.0 mà, và kích thước thì dài hơn rất là nhiều, dài gần 48 cơ. Về nội thất thì nội thất Innova 2.0 2020 form 2021 thì chưa cải tiến nhiều, vẫn là ghế nỉ thôi. Tất cả các bản đều là ghế nỉ, ngoại trừ cái phiên bản 2.0V cao cấp nhất thì sẽ là ghế da. Đấy, còn lại tất cả các bản thì chỉ trang bị là ghế nỉ thôi. Ghế lái thì chỉnh cơ. Đấy, phiên bản này thì có trang bị là điều hòa là cơ nhé, và có hai dàn lạnh. Bản này cũng có tất cả các bản thì đều có 6 loa. Đấy, trang bị là 6 loa. Vô lăng thì phiên bản này sẽ là vô lăng bọc da ba chấu thích hợp, nhưng mà chưa có giữ ga tự động cũng như chìa, vẫn là chìa cơ. Màn hình theo xe sẽ là màn hình cảm ứng 7 inch của Toyota. Hộp số thì phiên bản này sẽ là số sàn 5 cấp với hai chế độ lái là Eco và Sport, đó là Eco và Power, có nghĩa là tiết kiệm nhiên liệu, và chế độ tăng tốc thể thao. Đấy, rất là cơ bản. Với mức giá 750 triệu thì